Thầy ơi, con xin phép hỏi dạo gần đây ngồi thiền con không thấy có cảm xúc gì cả nhưng nước mắt cứ chảy và thấy rất nặng ở đầu lan xuống toàn thân. Thầy cho con hỏi, như vậy là con đang thiền sai cách đúng không ạ? Con thiền bằng cách ngồi nghe và đọc chú Tarasana ạ. Cái trạng thái của đạo hữu là ngồi thiền mà mất cảm giác luôn rồi nước mắt chảy và rất nặng ở đầu lan xuống toàn thân. Thì nếu đúng theo cái triệu chứng này thì rất có thể là đang thiền sai cách rồi. Tại vì bản chất của thiền Phật giáo thì phải giúp an tĩnh tâm, phải giúp điều phục được thân, tức là thân an và tâm khỏe. Thân an, thân khỏe, tâm an, tức là mình thấy cái tâm mình an tĩnh để thấy rõ bản chất của sắc thọ tưởng hành thức. Có nhiều cái phương pháp quán, quán đúng bốn đối tượng thân thọ tâm pháp hay là quán gì đó thì đều là mình nhìn thấy được rõ cái thọ đó, cái cảm xúc là khổ, lạc, bất khổ vân vân. Đó là cái trạng thái mà mình nói không có cảm xúc gì thì có thể là một cái trạng thái bất lạc, bất khổ khi mà mình quán, nhưng mà nước mắt mà chảy tùm lum rồi thì nó có vấn đề rồi, đau nhức toàn thân như vậy thì một là ngồi sai tư thế. Thiền nó có ba cái vấn đề quan trọng cần phải để ý. Thứ nhất là tư thế phải đúng thì ngồi lâu nó mới không mỏi, không đau, không thần kinh tọa, không vẹo cuộc sống được. Thứ hai nữa là hơi thở phải tự nhiên nhẹ nhàng đều đặn, chứ mà gồng lên thở hoặc thở ngắn thở dài, thở mà cố điều hơi thì nó sẽ bị tức tức ngực nóng trong người, chèn ép tim phổi vân vân, có nhiều vấn đề rồi trào nước mắt nữa. Thứ ba nữa là tư duy, tức là tâm ý phải điều phục tâm cho nó bớt những cái lăng xăng tạp niệm, nói chung là thấy rõ cái niệm nào khởi lên thì cái đó là cái đúng đắn ba cái vấn đề quan trọng trong cái việc thiền. Còn mà ngồi đau nhức như vậy có thể là mình đã ngồi sai tư thế rồi. Còn quán điều tâm điều ý như thế nào mà để có những cái vấn đề đau nhức hoặc là nước mắt nước mũi vân vân thì trước cái trạng thái đó thì khi nếu mà mình quán thân trên thân thì mình có chảy nước mắt ra thì mình biết đó là một cái cơ chế sinh lý, mình chảy nước mắt ra, mình nhìn thấy cái vấn đề, cái đó là cái cảm giác trên thân, mình ghi nhận quan sát vậy thôi chứ không có tưởng thêm nữa. Tức là nếu như mà thật sự mà thiền đúng thì cho dù có ngáp hay có chảy nước mắt hay có nhức chân nhức tay gì thì lúc đó mình chỉ có nhận được cái tín hiệu và quan sát đúng cái cảm xúc đó là đủ rồi, không thêm không bớt không tưởng nữa. Vậy chắc là ma nhập hay sao, hay là mình linh ứng hay sao, không có, cái đó là bị tưởng tiếp theo rồi. Nếu như mà mình đau quá mà nhức mỏi quá, nói chung là cơ địa của mình sao đó nó không phù hợp với cái pháp môn này thì mình có thể không cần ngồi mà mình có thể chuyển qua thiền hành, đó là thiền đi đó, mình đi nhẹ nhàng thư thái, hít thở đều đặn từng cái bước chân, an lạc thảnh thơi đó. Nếu mà cảm thấy mà ngồi nó rất không phù hợp với cơ thể và cái thể chất của mình đó thì mình có thể chuyển qua thiền hành, thậm chí là thiền buông thư. Buông thư không có nghĩa là đi ngủ, thiền mà nằm ra mà ngủ thì cái đó không có thiền nữa, chỉ có ngủ thôi, ngủ vùi, ngủ ngủ quên luôn, hôn trầm. Còn thiền buông thư thật sự thì phải là tỉnh thức trong cái sự buông thư đó, thì nằm cũng thiền được, không có gì hết. Bây giờ có rất là nhiều vị thiền sư rất nổi tiếng của Việt Nam luôn đó, quý ngài hòa thượng dạy cho mình là không chỉ là lúc ngồi mới là thiền, lúc đi mới là thiền, mà thậm chí lúc nào cũng rõ ràng sáng trong tỉnh giác chánh niệm vững chãi thì lúc nào cũng thiền, 24 giờ trong ngày đều thiền đó, đạt tới cái trình độ thượng thừa là lúc nào cũng thiền như vậy luôn, cái tư thế nào cũng thiền được luôn, chánh niệm tỉnh giác là mình có thiền ở trong đó rồi. Cho nên là sư cô thấy là tu mật cũng tốt, tu tịnh độ cũng tốt, rồi tu thiền cũng tốt, không có cái pháp môn nào là sai hết trơn, mà pháp môn nó phải phù hợp với căn cơ. Còn bây giờ ví dụ như là mình thấy mình có những cái vấn đề trong khi ứng dụng như vậy, không có được cái sự thăng hoa trong đời sống tâm linh mà thể chất thì đau đớn như vậy, thì tốt nhất mình nên tham vấn với một vị thiền sư. Tại vì cái phương pháp tu thiền thì mình phải có người hướng dẫn, hướng dẫn thiền quán hay là thiền thiền định hay là đó, từng cái bước vào có định rồi mới có tuệ vân vân, vipassana hay là thiền biết vọng không theo, hay là thiền quán tứ niệm xứ, hay là thiền thiền thoại đầu, thiền khán thoại vân vân, tức là tùy một cái pháp môn thiền nào đó mà mình vẫn phải có người hướng dẫn thì mình mới ổn được. Chứ còn mà mình không có biết cách tu mà mình tự mò đó thì dễ có nhiều cái vấn đề như đạo hữu gặp ha. Chúc đạo hữu gặp đúng thầy lành bạn tốt mà phù hợp căn cơ để tu tập cho nó mau tiến bộ ha. Rồi, có người đặt thầy câu hỏi như thế này.
Dạ thưa thầy, lúc trước con không biết về đạo Phật, con lỡ xăm hình Phật và Bồ Tát lên người của con. Bây giờ biết Phật pháp rồi, con thấy đó là sự bất kính. Bây giờ con phải làm sao? Giờ phải làm sao? Xin thưa quý Phật tử, có nhiều người là một Phật tử hoặc là mới biết đến đạo á, cũng vì tôn kính Phật, cũng vì tôn kính chứ không phải là bất kính đâu, vì tôn kính Phật mà muốn Phật lúc nào cũng ở bên cạnh mình, cho nên thôi xăm vô cái vai luôn để đi đâu cũng thấy Phật. Thì cái đó là ban đầu mình nghĩ vậy là tốt, Phật ở bên cạnh mình, nhưng mà rồi cuộc sống đời thường mình thấy có nhiều cái bất tiện lắm. Thật ra một số nước trên thế giới đó quý vị, cái chuyện xăm mình một nghệ thuật. Ở Việt Nam mình cái chuyện xăm mình đó chưa được nhiều người chấp nhận như là một nghệ thuật đâu. Cái người mà xăm mình người ta hay gọi là hổ báo lắm, phải không? Người hổ báo, người xăm mình đôi lúc, nhất là có những hình xăm người ta nhìn vào cái hình xăm đó người ta kỳ thị lắm, người ta đánh giá con người đó lắm. Có những cái chuyện mà xăm hình là nghệ thuật rất là đẹp, nhưng mà ở Việt Nam của mình thì cái chuyện mà xăm mình đó chưa có được gọi là nhìn một cách thông thoáng đâu. Nhất là những cái trường hợp ở đây là cái trường hợp mà xăm hình Phật Bồ Tát nữa. Thưa quý Phật tử, bây giờ thầy thấy đó, nó có những cái hay mà nó có những cái không hay như thế này. Đôi lúc quý vị, những cái ngày mà ở trong chùa, ngày lễ Vu Lan này nè, lễ tháng tư, lễ Tết đó quý vị biết, người ta vào chùa người ta thắp nhang xong đó, người ta quăng, sau khi mà lấy nhang xong người ta trong nhang có cái hình đó, xong rồi bỏ cái hình đó lên láng trước sân chùa đó. Rồi người ta đi, người ta dẫm đạp lên đó, trong khi trong cái hình đó là gì quý vị biết không? Hình Bồ Tát Quan Thế Âm, hình Đức Phật. Bây giờ Phật dễ kiếm quá, ra hũ chao, mưa hũ chao cũng có Phật, chai nước tương cũng có Phật, trong nhang cũng có Phật. Rồi có nhiều trường hợp á, người ta in hình Phật lên đôi dép, in hình Phật lên quần áo, in hình Phật lên chai bia nữa quý vị. Thầy nói đó là vô tình mình phạm vào cái tội bất kính với lại đấng đạo sư, bất kính với Tam Bảo. Cái việc mà quý vị thấy không, những hình ảnh của Đức Phật qua những cái bó nhang mà sau đó còn sót lại nè, rồi hũ chao cũng có Phật, chai nước tương cũng có Phật, cuối cùng những cái đâu phải ai cũng có một cái ý thức đâu là xạ, mà gọi là những cái hình đó đem về đốt. Người Phật tử mình á mà thấy những cái hình ảnh đó đó là mình lượm lại, mình bỏ gọn lại, mình đem mình đốt. Chứ mình rất là đau lòng, thầy rất là đau lòng khi thầy thấy hình Phật Bồ Tát ở dưới đất mà ta đi người ta dẫm lên, vô tình tổn phước, dù là mình không có cố ý, nhưng mà rồi cuối cùng làm hoài vậy, cuối cùng đâm ra mình vô tình mình tổn phước vì không tôn kính Tam Bảo. Cho nên đó, thầy mà khuyến khích ai mà làm hình nhang rồi nước tương hay là chao, đừng có làm, đừng có in hình Phật vào cái đó. Có thể là mình nghĩ rằng là sẽ tốt cho người ta thấy Phật, nhớ Phật, nhưng mà mình quên rằng là sau khi dùng xong á, người Việt mình hay có cái thói quen là hay xả rác nữa. Rồi có khi nằm đầy đường đầy xá, người ta dẫm đạp lên rồi nằm trên đống rác nữa, nhìn rất là đau lòng với Phật tử. Nếu mà là Phật tử mình á, mình có mua bó nhang mà hoặc là mua hũ chao mà trên đó có hình Phật á, thì quý Phật tử về, quý Phật tử làm gì? Sau khi dùng xong lấy cái hình Phật đó, quý vị đem bỏ một chỗ sạch sẽ và sau đó đem đốt. Sau đó đem đốt. Rồi bây giờ cái người mà lỡ họ xăm mình rồi, mà xăm hình Phật rồi, bây giờ công nghệ là có cách giải á. Thứ nhất là đi xóa đi. Thứ nhất là đi xóa đi. Thứ hai á là không xóa, có một cách khác nữa, đó là xăm chèn lên cái hình đó, xăm chèn lên cái hình Phật đó. Đó thì quý vị chọn cách nào, nhưng mà cách giải pháp tốt nhất đó là đừng nên xăm hình Phật lên người. Giải pháp tốt nhất là chúng ta đừng nên xăm hình Phật Bồ Tát lên người là tốt nhất, để mà khi mà có rồi bắt đầu ta phải giải quyết vấn đề. Và giải quyết vấn đề thì thôi, tốt nhất là một là mình xóa cái hình xăm Phật Bồ Tát đi. Thứ hai là chúng ta xăm chèn lên để che cái hình Phật đó lại. Thì cái việc mà xăm vậy có tội không? Có thể ban đầu cái người xăm đó quý Phật, tôn kính Phật mà xăm, nhưng mà vô tình cái hình xăm của mình như vậy đó, lâu ngày mình tiếp xúc với Phật, như cái hình ảnh Đức Phật như vậy, vô tình từ ngày mình thấy giống như là gần chùa gọi Phật bằng anh, thấy Phật hiền lành, cõng Phật đi chơi luôn á, riết là thấy Phật lúc nào cũng ở bên cạnh mình, ở cánh tay mình, ở ngực mình, ở những người mình, đốt âm thầm con người mình, từ từ sẽ bớt tôn kính cái hình ảnh của Đức Phật. Và khi mà chúng ta biết rồi, ta
bất kính với Tam Bảo, đó sẽ là một cái tội rất là nặng. Cho nên tốt nhất là đừng có xăm hình Phật Bồ Tát. Lỡ xăm rồi thì một là xóa đi, hai là xăm chèn lên. Còn ai mà làm mà cơ sở in nhang, in trao bên nước tương thì làm ơn làm phước, đừng in hình Phật cho thầy. Đừng in hình Phật nữa. Còn nếu mà lỡ mình có dùng thì đem về những cái hình ảnh đó đem đốt. Mà quý Phật tử đi chùa á, thầy hỏi Phật tử nào, mình là người con Phật á, quý vị đi chùa lễ Phật mà quý vị thấy á, người ta dẫm lên một cái hình của Bồ Tát, sau khi người ta đốt nhang xong, quý vị thấy trong lòng quý vị có an được không? An được không? Không an, đúng không? Tại vì sao không an? Tại vì mình rất là tôn kính Tam Bảo. Mình rất là tôn kính Tam Bảo. Mà mình thấy một người dẫm đạp lên cái hình, dù là một cái tờ giấy thôi, nhưng lòng mình không yên được quý vị. Cho nên đó, tốt nhất mình né được cái chuyện này ha. Rồi, thầy xin cảm ơn quý Phật tử. Tại sao con kia thân với một người nào đó khoảng một thời gian ngắn thì người ta lại quay qua ghét con? Con không hiểu con làm gì sai. Lúc trước thì nói chuyện với nhau vui lắm, rồi cái quay qua không nói chuyện mà chuyển qua ghét con luôn. Con để ý nhiều lần lắm rồi ạ. Mong cô giải thích hộ con, mô Phật. Tức là cái này với cái dữ liệu ít ỏi như vậy thì rất là khó mà phán đoán nó vấn đề nó nằm ở đâu ha. Với những cái câu hỏi thuộc cái dạng chung chung như vậy thì sư cô trên tinh thần trước giờ trả lời vấn đáp Phật Pháp là căn cứ theo trong kinh Phật dạy, có kinh thì sẽ lấy bài kinh đó ra mà giới thiệu cho quý Phật tử để nương theo mà tu tập. Với những cái dữ liệu chung chung như vậy thì sư cô thấy có một cái bài kinh mà mình nên đọc để mình hiểu thêm Đức Phật dạy về các loại bạn. Trong kinh Hiền Nhân dạy có 4 loại bạn, thì thể mình đọc cái kinh Hiền Nhân coi trong kinh này nói 4 loại bạn là 4 loại bạn gì, rồi mình mới coi lại những người bạn mà mình đã từng quen đó nó thuộc cái loại bạn nào ha. Trong kinh này có 4 loại bạn. Thứ nhất gọi là kết bạn như hoa. Bạn như hoa tức là sau khi bông hoa nó còn tươi tốt thì dắt trên đầu quý lắm, nhưng mà khi bông hoa nó héo rồi vứt bỏ đi thì có một loại bạn như này. Thì tương tự như vậy, tức là khi chúng ta gặp người bạn như hoa thức thì là sao? Khi chúng ta thành công nè, xinh đẹp nè, có tiền nè, đó thì người ta tới chơi với mình. Xong rồi tới lúc mình hết cái giá trị lợi dụng, ví dụ mình học dở, mình không có giúp được người ta, nhà mình nghèo, mình cũng không có đi chơi chia tiền được. Rồi ví dụ mình cũng không có đẹp, mà xứng đôi vừa lứa kiểu vậy, thì là người ta bỏ mình đi, hoặc mình gặp khó khăn hoạn nạn, vạ mồm gì đó, hoặc là gia cảnh có vấn đề gì, tự nhiên cái người ta ngoảnh mặt quay lưng với mình. Đó, kiểu như là còn bạc, còn tiền, còn đệ tử, hết cơm, hết rượu, hết ông tôi. Đó là cái dạng bạn như hoa. Bạn này thì không phải cái vấn đề nằm ở mình, mà cái vấn đề ở cái chỗ người đó. Tại vì người đó đến với mình không phải vì tình bạn chân chính, mà vì một cái mối quan hệ có cái giá trị lợi dụng. Đó, thì khi mà không có thỏa mãn được cái giá trị lợi dụng của họ thì họ sẽ bỏ mình đi. Thì thứ nhất là bạn như hoa. Kết bạn cũng vậy, nên những người kết bạn như hoa thấy giàu sang thì xu phụ theo, thấy nghèo nàn thì bỏ làm lơ thôi. Cái này là cái thói đời thường nhất. Rồi cái dạng thứ hai trong kinh Phật dạy là kết bạn như cái cân. Kinh kết bạn như cân là sao? Tức là khi để cái vật nặng thì cái đầu này nó bị trì xuống, còn để vật nhẹ thì đầu nó võng lên. Nghĩa là sao? Có qua có lại thì cung kính nhau, không qua không lại thì khi ghẻ nhau, kiểu cũng so lường đánh giá đó, chơi với người này có được không, được cái gì cho mình hay không, có qua có lại, chứ không phải là hoàn toàn là vì mến bạn, vì thương bạn, giúp đỡ bạn vân vân, mà là vì có qua có lại, cả hai bên đều có lấy giá trị lợi dụng với nhau thì cho nên mới chơi. Thì đây là một cái loại bạn như cân. Loại bạn thứ hai đó là loại bạn thứ ba đó là loại bạn như núi. Tại sao gọi là bạn như núi? Tức là hòn núi chim thú nó tụ về, lông cánh được chói màu vàng rực vân vân. Thì cái bạn như núi này giống như cái chỗ để cho mình cùng hòa với nhau, để mà mình cùng tỏa sáng vậy đó. Kiểu như là khi sang thì đồng sang với nhau, khi vui thì đồng vui với nhau. Cái mối quan hệ này mình có thể nói là win-win, cả hai cùng có lợi. Nghĩa là cùng đến và cùng giúp đỡ nhau, cùng nương tựa nhau. Thì bạn này là bạn khá là vững chãi ha. Kiểu như là làm gia tăng đi những cái đức tính tốt, hoặc là những cái lợi điểm lẫn nhau, hỗ trợ giúp đỡ nhau, thì đây là bạn như núi. Còn cái bạn thứ tư đó là kết bạn như đất. Tức là kết bạn như đất tức là như nào? Chúng ta thấy đất á, là vạn vật trên thế giới này thì đều nhờ dựa vào đất mà sinh trưởng, đúng không? Từ cây cối, con người, nhà cửa, mọi thứ đều dựa trên đất hết. Tức là đất để nuôi dưỡng, để giúp sinh trưởng. Thì cái người bạn mà như đất nghĩa là người bạn để nuôi dưỡng, ủng hộ mình, giúp đỡ mình. Đây giống như là cái bậc thiện tri thức có hỗ trợ cho mình, ân hậu không có quên, giúp người ta một cái người ta giúp lại rất là nhiều, cho người cho đất xuống một cái hạt giống, đúng không? Đất sẽ nảy mầm thành cây, đơm hoa và kết quả. Tương tự như vậy, chơi với người bạn
bạn này thì bạn sẽ rất là nuôi dưỡng, hỗ trợ, ủng hộ cho mình. Đây là cái mối quan hệ bạn bè nương tựa cùng tiến bộ, đây là tấm tình bạn kiểu như vậy, rất là chân tình, rất là cao quý ha. Thì đây là một trong những cái yếu tố quan trọng khi mà mình kết bạn, gặp được người bạn như đất thì rất là phải cung kính, thương mến và đối xử với nhau rất là chân tình. Và khi bạn thành công thì mình cũng tùy ý vui theo với sự thành công của bạn. Khi thấy bạn tiến bộ thì mình không có bao giờ sanh cái lòng ganh tị, đố kỵ. Còn khi bạn gặp cảnh ngộ mà bế tắc, bi quan, rơi xuống cái tận cùng xã hội cũng không phải như vậy mà khi dễ ruồng rãy bỏ bê bạn. Tóm lại, tìm một cái người bạn tri kỷ như một thiện tri thức của mình chưa bao giờ là dễ dàng. Thì mình muốn chơi với bạn cỡ nào thì bản thân mình phải tương ứng như vậy. Sư cô hay nói đó, chánh báo làm sao thì y báo nó như vậy. Trước khi mình trách người ta thế này thế kia thì mình nên sửa lại mình nỗ lực cải thiện mình, làm một cái phiên bản của mình tốt hơn qua từng ngày, thì cái chánh báo của mình, tức là cái quả phước của mình, nó tương ưng như vậy, thì cái y báo nó tương đương như vậy. Những người đến với mình là những người đồng trang phải lứa với mình, đồng đức với mình, đồng tín, đồng thí, đồng trí, đồng đức. Và những người bạn đó là những người bạn nuôi như đất, có thể nuôi dưỡng, có thể làm thiện tri thức, hỗ trợ cho mình tăng tiến. Cho nên đừng có vội trách các bạn sao mà chơi vui rồi tự nhiên ngoảnh mặt làm lơ. Hãy coi cái bạn đó, bản chất của bạn là như nào, đúng không? Nếu như những người bạn như hoa, những người bạn như cân bỏ đi thì cũng gì buồn hết trơn á. Người ta nói cái này là bè chứ không phải bạn nữa rồi. Thì mình chọn bạn mà chơi ha. Bây giờ mấy đứa trẻ nó hay nói những cái câu như thì sao ta, chọn bạn mà chơi, chọn phay mà lướt, đúng không? Thậm chí Facebook, các cái mạng xã hội, TikTok đồ, mình cũng đừng có lướt mấy cái tào lao. Lướt mấy cái tào lao tạp nham là nó cứ giới thiệu cho mình mấy cái tào lao tạp nham tương đối như vậy. Còn mình chọn cái đối tượng nghe nhìn của mình á. Phương Tây nó có cái câu là you are what you eat, you are what you read. Còn đọc bạn là cái gì bạn đọc, bạn là cái gì bạn ăn đó. Cho nên cái gì mình đem tiêu thụ vô trong tiềm thức của mình, kể cả nghe nhìn thì rất là quan trọng, nó nuôi dưỡng mình từ cuộc sống thể chất cho đến bên ngoài. Cho nên là đừng có vội buồn bã, trách mắng người đời, thay lòng đổi dạ gì hết trơn á. Mình quan trọng là mình kết bạn được với người nào. Mình muốn kết bạn với người thiện tri thức, như người bạn như đất, một tình bạn cao quý, nuôi dưỡng lẫn nhau, thì bản thân mình cũng sống như vậy đã ha, thì mình sẽ gặp được đúng người bạn mình cần kết bạn, được không? Dạ thưa thầy, con thấy ngày sinh nhật người ta hay tổ chức vui chơi, nhậu nhẹt, linh đình. Theo thầy thì ngày sinh nhật như thế nào thì mới có ý nghĩa? Cái này thầy thấy có nhiều trường hợp á, ta không hiểu về cái ngày sinh nhật cho nó đúng quý vị. Sinh nhật là ngày sinh của mình, là ngày vui, đúng không quý Phật tử? Mỗi mùa xuân sang, nghĩa trang gần thêm một đoạn. Sắp Tết rồi đó, là bắt đầu mình chuẩn bị gần nghĩa trang rồi, thấy chưa? Phải không? Thêm một tuổi á, là chúng ta ở gần nghĩa trang, đường đời là nốt nhạc, nghĩa trang nốt cuối cùng, đời người khi thôi hát về nằm dưới góc thông. Bữa nào dưới góc thông mình có con vé đó. Còn không mà nếu mà mình thiêu á, thì mình có một nắm cho tàn trong hũ cốt đó quý Phật tử. Và thì mình thấy á, cứ mỗi ngày, cứ mỗi lần sinh nhật là mỗi lần ta thêm một tuổi, đồng nghĩa với lại cái già cái chết nó đến gần với mình. Người hiểu đạo là thấy như vậy. Và cái ngày sinh nhật mình nói là cái ngày vui của mình, đúng là cái ngày vui, là cái ngày mình có mặt ở cuộc đời, là cái ngày mẹ cha vui khi có mặt của mình, sinh ra mình. Nhưng quý vị nhớ giùm thầy một điều nè, có những người cái ngày mình sinh ra là cái ngày đau đớn của mẹ mình đó. Vui đi quý vị, vui vì một cái ngày mẹ mình đau đớn đó. Đúng không? Cái ngày mẹ mình đau đớn, khoa học người ta chứng minh một người phụ nữ mà sinh giống như bẻ bao nhiêu cái xương sườn như đó. Cái ngày mình sinh ra là cái ngày mà mẹ mình rất là đau đớn. Và có khi mình sinh ra là niềm vui cho cha mẹ. Nhưng có những đứa con á, sinh ra là gánh nặng của cha mẹ, là cục nợ của cha mẹ. Thầy nói chứ nợ vợ, nợ chồng hết duyên bỏ được, chứ nợ con không có hết duyên được đâu quý vị. Hiếm khi nào mà mẹ bỏ được con lắm. Hôm qua thầy nghe Phật tử nói, lâu nay rồi có đứa con gái duy nhất thôi, cưng như trứng, hứng như hoa. Cha mẹ khổ cỡ nào, làm lụng lo cho nó,
Miễn con nó ăn học thôi mà quý vị biết nó thích cái nó bỏ đi chơi theo bạn theo bè. Mẹ cha khổ muốn chết rồi đó, ở nhà mẹ khóc đến nỗi cạo đầu. Cạo đầu tu cho nó về, nó về mấy bữa cái nó đi nữa. Đi chơi theo bạn theo bè mà trong khi mẹ cha ở nhà khổ khóc hết nước mắt. Đánh nó cũng không nghe, la nó cũng không nghe, nó nhẹ nó cũng không nghe. Mà bây giờ bỏ nó bỏ không được quý vị. Cho nên á, cái ngày sinh của mình có thể là ngày vui khi mình có mặt ở cuộc đời, cũng có thể là ngày vui khi mà mình là sự tiếp nối của cha mẹ. Nhưng xin thưa quý vị, cũng có thể ngày đó là ngày mình xuất hiện cuộc đời là ngày gánh nặng của cha mẹ. Và cũng là có thể là ngày mình xuất hiện là ngày mẹ cha mình rất là đau đớn. Vậy thì á, cái ngày sinh nhật này á, nếu mình không biết khéo quá quý vị, coi chừng cái ngày sinh nhật của mình là cái ngày mà mình tổn phước đó. Mà thầy thấy đa phần cái ngày sinh nhật là chúng ta hay bị tổn phước lắm. Thường sinh nhật mình hay làm gì? Hay làm gì ạ? Thường tổ chức đúng không ạ? Tổ chức. Rồi thường thì tổ chức là thế nào cũng có liên quan đến đến nhậu nhẹt. Nếu mà mình tổ chức tập trung gia đình, bạn bè á, mà chơi trong một cái chừng mực nào đó, có cơ hội đoàn tụ mà chừng mực nào đó thì không sao. Nhưng thầy thấy có những cái buổi sinh nhật tổ chức quá phung phí, thì cái ngày sinh nhật là cái ngày buồn của mẹ mình, cái ngày khổ của mẹ mình mà mình lại xài tổn phước nữa. Cái ngày này á, đáng lẽ mình phải làm cái gì cho tốt nhất để hồi hướng cho mẹ, cho cha mình. Nếu cha mẹ mình mất thì cái ngày sinh nhật của mình là cái ngày, có thể nói là cái ngày nhắc mình báo ơn cha mẹ. Và nếu mà đúng nữa, nếu mà cha mẹ còn sống á quý vị, cái ngày mà sinh nhật của mình á là cái ngày, nếu là Phật tử, thầy khuyến khích quý vị đi vô chùa làm lễ cầu an. Cái ngày sinh nhật của mình, sắp xếp vô chùa làm cái lễ cầu an cho mẹ. Hoặc là quý vị vô chùa cúng dường bông trái, hoặc cúng dường tam bảo, hồi hướng cái phước đó cho mẹ, cho cha mình, làm cái lễ cầu an. Hoặc cái ngày sinh nhật quý vị đi phóng sanh, hồi hướng cái phước báu đó cho cha mẹ của mình. Hoặc cái ngày sinh nhật đó quý vị đi làm từ thiện gì đó, đi phát quà cho người nghèo, hoặc đi làm một cái điều gì tốt đó, thì cái ngày sinh nhật đó của mình quý vị thấy nó có ý nghĩa không? Rất là ý nghĩa. Còn lâu nay thầy thấy hay tổ chức này kia như vậy, vô tình bản thân mình tổn phước, và vô tình mình hiểu sai cái ngày sinh nhật nữa. Cho nên để cái ngày sinh nhật có ý nghĩa, thầy khuyến khích nè, nếu là Phật tử, ngày đó đi vô chùa tụng thời kinh cầu an cho mẹ, lễ Phật, hoặc là cúng dường bông trái, cúng dường tam bảo hồi hướng cho cha mẹ, đi phóng sanh hồi hướng cho cha mẹ. Rồi hoặc là cái Phật tử làm từ thiện nào đó trong khả năng của mình hồi hướng cho cha mẹ. Và nếu được nữa thì ngày đó mình về mình cảm ơn cha mẹ, nhờ cha mẹ cho con có mặt ở cuộc đời này. Đó thì cái ngày sinh nhật của chúng ta nó có ý nghĩa, chứ đừng tổ chức linh đình quá. Đặc biệt là chúng ta phung phí quá thì vô tình ngày đó tổn phước. Và xin cảm ơn quý Phật tử. Dạ con mong sư cô trả lời vấn đáp của con ạ. Con hiện tại đang bị ám ảnh cưỡng chế, con thường suy nghĩ một điều gì đó và suy nghĩ nhiều lần, cho đến khi điều đó trở nên tích cực. Nếu con suy nghĩ tiêu cực thì con sẽ có cảm giác sợ hãi và sợ điều tiêu cực đó sẽ xảy ra. Việc đó lặp đi lặp lại nhiều lần, có khi con suy nghĩ không đúng thì con sẽ tự làm hại bản thân cho đến khi nó tích cực mới thôi. Con mong sư cô dạy con cách để chế ngự điều trị ám ảnh cưỡng chế ạ. Xin cảm ơn sư cô rất nhiều. Cái này á có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất về mặt bệnh lý thì mình phải đi hỗ trợ bác sĩ chuyên khoa nha. Những cái vấn đề này ở Việt Nam thì sư cô không có rành bệnh viện và bác sĩ nên rất là khó để tư vấn cho Phật tử. Còn ở Hàn Quốc thì cô chủ yếu ở Hàn Quốc, cho nên ở đây có rất là nhiều cái bệnh viện, có những bác sĩ, có những cái khoa khám bệnh mà chuyên về điều trị tâm lý dạng này, thì bác sĩ sẽ có những cái bài kiểm tra cho mình để biết được cái mức độ của mình ở cái mức độ nào, thì có thể là có những cái hướng dẫn thay đổi trong tư duy tâm lý, hoặc là có những cái thuốc hỗ trợ nếu như mà trong cái trường hợp cần sự hỗ trợ của thuốc. Đó là về mặt bệnh lý mình phải đi khám bệnh. Đây là cái bệnh rồi chứ không phải là cái vấn đề bình thường, thành ra là có bệnh là phải đi chữa. Còn về thứ hai là về mặt tâm linh thì sư cô thấy rằng cái suy nghĩ của mình mà tự mình che mắt mình rồi nghĩ rằng người khác không thấy mình là một cái suy nghĩ rất là sai lệch, đúng không? Cái vấn đề, ví dụ cái vấn đề nó không phải là tích cực, cái vấn đề nó rất là có vấn đề như vậy, thì mình phải nhìn, trong nhà Phật khuyến khích các hành giả nhìn vạn pháp như nó đang là,
Tức là chỉ cần có cái nhìn chân thật đúng đắn về cái bản chất của sự vật, chỉ vậy thôi, không thêm không bớt một cái gì nữa hết, chứ không phải cố gắng làm cho nó tích cực, cưỡng chế nó thành một cái gì đó, là cái đó sai rồi. Mình điều tâm nó không có đúng chỗ, mình dụng công không có đúng nơi, mà mình còn làm tự mệt mỏi, tự hại mình nữa, đúng không? Đây có nói đó, lặp đi lặp lại nhiều lần, có khi tự làm hại bản thân cho tới mức mà phải muốn được cái suy nghĩ đó là sai rồi. Nhìn mọi thứ như nó là nó thôi, thì chỉ dừng ở đó thôi. Hay mình nói cách khác, đó là có cái nhìn chánh kiến đó, tức là có cái thấy đúng đắn. À, cái thấy trong nhà Phật một cách tích cực phải là thấy đúng đắn, thấy đúng là thấy được bản chất của các pháp, nó là như vậy, là như vậy, chỉ cần nhìn rõ nó là như vậy là được rồi đó. Có cái tự sấy biết đúng rồi thì mới phát triển thành cái tư duy đúng đắn được, tức là mình nhìn nhận nó, suy nghĩ về nó, mình đặt tâm vào nó một cách đúng đắn, tức là tư duy tích cực. Tự nhiên mình thấy đúng đắn thì cái tư duy của mình nó sẽ đúng đắn theo, chứ không phải mình cố gắng bóp méo nó. Đây là cái hình vuông, xong mình ráng mình bóp nó thành cái hình tròn, là không phải. Thì để hỗ trợ cái phần mà cái nhìn đúng đắn và cái tư duy đúng đắn, cái suy nghĩ tích cực, thì mình có những cái phương pháp thực hành bổ sung trong bát chánh đạo, đó là phải chánh ngữ, nói năng cũng phải đúng đắn, chánh nghiệp, có những cái hành động thái độ việc làm đúng đắn, chánh mạng cái nghề nghiệp, nuôi sống bản thân một cách đúng đắn, chánh tinh tấn là nỗ lực một cách đúng đắn vừa phải, chánh niệm, chánh định, tức là có được cái sự định tĩnh trong sáng, an lành nó vừa đủ độ đó. Thì tóm lại trong nhà Phật thì khuyên thực hành bát chánh đạo thì mình sẽ giúp được cái thân khỏe tâm an. Nếu mình thực hiện được trọn vẹn bát chánh đạo, tự nhiên mọi cái thứ nó đúng đắn, nó vừa vặn, nó thoải mái nhìn liền à. Còn bây giờ nếu mà cái trạng thái của mình nó thuộc là cái bệnh lý rồi, cái chứng bệnh luôn, thì mình phải đầu tiên đi khám bác sĩ để được hỗ trợ chữa trị thích hợp ở giai đoạn đầu. Sau đó là Phật tử nữa gửi câu hỏi về cho sư cô, nghĩa là muốn có cái phần tu tập tâm linh thì mình phải tu tập bát chánh đạo ở cái nhìn đúng đắn, đúng đắn đó. Mình nhìn ông Phật mình thấy à, là một ông Phật này làm bằng đá thì mình biết là ông Phật làm bằng đá cỡ này, vậy thôi thì mình nhìn rõ ràng. Ở đây mình nhìn ông Phật rồi mình ráng với suy nghĩ tưởng quán cái một cái gì đó, ông Phật này rất là đắt tiền ha, ông Phật này vậy 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 rồi đồ cổ nó cứ đâu có ý nghĩa gì đâu, không có. À, mình nhìn cái vấn đề nó như vậy là tốt rồi. À, kính chúc đạo hữu sớm tìm được bác sĩ điều trị thích hợp và sớm có một cái nơi mình tu tập tâm linh cho nó phù hợp với căn cơ của mình, để có được cái sự an lành trong chánh pháp và cái sự hanh thông trong cuộc đời nha. Dạ thưa thầy, con ăn chay nhưng mà gia đình chồng con ăn mặn, vậy con ăn chay mà con nấu mặn có tội không? Cái câu này có vẻ đơn giản nhưng mà nhiều người hỏi miết. Có tội không quý vị? Ăn chay mà nấu mặn có tội không? Đợt đó có một cô đó mà cô thầy thấy cô thương ghê vậy đó. Mời thầy tới nhà, mời thầy bữa cơm. Lễ cầu mà cầu an thắp nhang trên bàn Phật xong ăn bữa cơm xong về, trời cô hốt hoảng cô gọi điện cho thầy. Chết rồi thầy ơi, tội con rồi, lúc đầu chắc con đọa địa ngục luôn thầy ơi. Thầy nói tôi chịu đọa địa ngục dữ vậy. Con quên đi, con chuẩn bị rồi mà tự nhiên lúc thầy qua con quýu làm sao á. Mấy cái chén cơm mà con để dành riêng cho thầy á, cái con quên đi, cái con lấy cái chén này gia đình con mọi lần ăn có ăn thịt rồi con đem mời thầy ăn. Tức là cái chén mà gia đình họ ăn lúc trước cũng ăn ăn mặn rồi mà họ rửa sạch sẽ rồi. Thầy nói gì đâu mà dễ đào địa ngục vậy trời. Thầy nói không sao. Cái chuyện mà quý vị mà nấu ăn, ăn chay trường mà quý vị nấu mặn á, tùy duyên nha quý vị. Đừng có khắt khe chuyện đó quá. Sau này mà chồng mình con mình biết ăn chay trường luôn thì tốt. Còn mà chưa biết ăn chay trường á thì thôi quý vị cứ nấu, ngay cả quý vị nếm luôn cũng được nữa. Nếm luôn cũng được nữa. Thử thách á, thử coi nếm có thèm không. Nếm xong bữa nào ăn mặn luôn. Rồi khỏi bữa sau, khỏi đặt câu hỏi. Mình nói là gọi là gọi là nếm luôn mà mình vẫn gọi là bình thản trước mùi thịt kho ha. Thì lúc đó là không quan trọng nữa. Mà thật ra thì nó là như vậy nè quý vị. Cái chuyện mà quý vị ăn chay á không phải là có phước đâu. Ăn chay như thế nào mới có phước? Cứ nếu mà nói ăn chay có phước, có những người người ta nghèo, người ta không có thịt ăn, người ta ăn cơm hàng ngày với nước tương, chắc họ phước dữ lắm á. Những cái người mà họ nghèo đó, có những người nghèo không có ăn ăn cơm, không có người ăn cơm ăn bánh mì không, ăn bánh mì không, không có gì ăn với nước tương, chắc người đó có phước lắm sao. Cái chuyện ăn chay có phước không chưa nói, thầy đó là thầy chưa nói ăn chay có tội nữa đó nha. Ăn chay trường hợp nào có tội,
Dạ thưa thầy, bó rau muống sáng nay con mới đi cướp về. Đó, động cơ nào có bó rau muống, con mới đi cướp bó rau muống về ăn. Ăn chay đúng không? Tội hay phước? Tội chứ phước đâu. Ăn chay có phước là ở chỗ này nè quý vị. Quý vị ăn chay rồi, quý vị khởi lòng từ bi, quý vị biết làm từ thiện, quý vị biết thương người, quý vị biết giúp người, quý vị không muốn kết oán thù với chúng sanh nữa, quý vị biết phóng sanh. Ăn chay được cơ thể của quý vị thanh tịnh, dễ ngồi thiền, dễ nghe pháp. Thực ra ăn mặn thì người ta giờ người ta chứng minh rồi, có những cái chất dễ làm cho mình bệnh, dễ làm cho tâm của mình không yên, dễ làm cho mình nặng nề. Thì khi mình nặng nề như vậy mình khó tu, mình khó nghe pháp. Ăn mà nhiều quá nữa thì bắt đầu người ta gọi là ăn xong là máu nó xuống bao tử hết, là nghe pháp nghe có ba câu là thầy nói chuyện thầy, con ngủ chuyện con, đúng không? Rõ ràng thôi. Cho nên đó, ăn chay có phước hay không là ăn xong quý vị làm cái gì mới có phước là ở chỗ đó. Cho nên ăn chay có phước là không đúng. Ăn chay xong quý vị làm gì? Ăn chay xong quý vị biết tu, biết nghe pháp, biết làm từ thiện. Ăn chay xong quý vị biết phóng sanh, biết giúp đỡ người khác. Khi mình ăn chay mình khởi lòng từ như vậy thì có phước. Chứ còn mà quý vị trong lúc ăn chay đó, ăn xong mà quý vị bị cãi nhau vì lỡ mình ăn chay trường rồi, mà hôm nay gặp cái bà đó chửi mình, hẹn trên Facebook rồi hôm nay ra chửi, thì cũng ăn chay chứ sao không, đúng không? Ăn chay trường luôn, ra chửi đi, tội vẫn tội nha. Cho nên ăn xong làm cái gì mới có phước. Còn ở thời Đức Phật á, thì cúng cái gì ăn cái đó. Thực ra cái từ ăn chay á, quý vị biết tại sao có cái từ ăn chay không? Ăn ăn chay á là đọc trại từ cái từ ăn, ăn chay tên rỡ á. Ăn chay là thanh tịnh, ăn thanh tịnh. Bên Phật giáo Nam truyền ăn thanh tịnh là ăn thế nào? Ăn tam tịnh nhục là ăn trước giờ ngọ, ăn thịt của ăn thịt, nhưng mà các loại thịt là không thấy không nghe không nghi và ăn trước giờ ngọ thì gọi là ăn chay. Mà mình á, cái chuyện ăn mình đọc trại là ăn chay. Còn ăn tại sao có từ ăn mặn? Ăn mặn là ăn sao quý vị? Ăn mặn là ăn ít muối, phải không? Không phải. Cái từ mặn ở đây á là mình đọc trại từ cái từ là mạng, ăn mạng của chúng sanh, mình đọc là ăn mặn. Thấy chưa? Nhiều người nó ăn mặn, có nhiều người nói con thọ giới con giữ giới thứ năm, à, không muốn rượu mà con chỉ uống bia thì con giữ được giới thứ năm, là nó không uống bia mình các chất gây say cũng là phạm vô giới thứ năm. Thì ở đây á là ăn mặn, không có nghĩa là quý vị là ăn lạc lại bớt muối. Thịt mà bớt muối, không phải. Ăn mặn đây là ăn mạng sống của chúng sanh. Đó, cho nên đó, cái chuyện mà ăn chay ăn mặn quý vị phải hiểu như vậy. Nếu mà nhà mình mà có cái duyên mà có người chưa có ăn chay trường được, mình nói quý vị có tùy duyên, né được như vậy né, hay không? Mà quan nếu mà phải nấu luôn, mà phải nếm thì quý vị cứ nếm, không có tội nha, không có tội. Còn nếu quý vị tùy trong khả năng của mình bất an thì cái này là do mình thôi. Còn nếu mà mình khéo được những cách nào đó thì tùy mình khéo. Thầy xin trả lời câu hỏi ở đây ạ. À.